Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online, và hôm nay cậu Vàng sẽ giới thiệu đến anh em một tựa game mobile có tên gọi là Tiểu Bá Vương Mobile. Nhắc đến Tiểu Bá Vương thì chắc chắn là rất là nhiều bạn sẽ biết đây là một tựa game rất là nổi tiếng, đối kháng rất là nổi tiếng ở trên PC, và bây giờ thì game này đã có phiên bản mobile. Bây giờ thì hãy cùng mình vào chơi thử cái tựa game này xem nó có điểm gì hấp dẫn và đặc biệt là nó có giống phiên bản PC trước đây không nhá. Game này thì đã có trên iOS và Android rồi, anh em có thể tải game, có thể lên Google Play hoặc App Store đánh chữ Get Arms Mobile, hoặc là mình có để cái đường link tải phía dưới, anh em có thể ấn click tải luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào game luôn. Rồi, bây giờ thì game sẽ đưa chúng ta vào cái phần gọi là tutorial, là làm quen với việc điều khiển và chiến đấu. Đây các anh em thấy đây một cái đấu trường, và trong đó có mình đang bây giờ chỉ là có hai người thôi, mình và một người khác, mà mình sẽ phải thi đấu chiến đấu ở trong này. Ở đây mình sẽ thiết kế một cái bàn phím ảo để chơi game cho nó dễ. Đó, mình đã thiết kế một cái bàn phím ảo, mình sẽ ẩn nó ẩn hết đi, ẩn nút đi cho dễ. Rồi, mình đã có thể di chuyển này và dùng các cái phím bấm để tấn công. Ồ, nó rất là giống cái bản Tiểu Bá Vương trên PC hồi xưa đó. Chúng ta sẽ chiến đấu. Game này thêm thuộc loại thể loại đối kháng mà. Đó, chúng ta có rất là nhiều phím bấm. Đấy, combo các thưởng, các thứ đỡ đòn này, nhảy né. Cái game này nó thiên về dạng là đối kháng và cần kỹ năng rất là nhiều và nhanh tay nhanh mắt. Rồi mình sẽ dùng skin cuối đấy. Ủa, đánh đâu đấy? Đó, các bạn phải nhanh tay đỡ đòn các thứ. Rồi, vừa phản công này. Thằng mất dạy đấy. Toang ấy, mày. Chơi hay nhá. Ôi, nhìn nhân vật lúc nó bị đấm nhìn buồn cười vậy. Cái Tiểu Bá Vương này hồi xưa chơi rất là vui. Và có thể rất là nhiều người cùng chiến đấu chứ không phải là chỉ có hai người đối kháng đâu. Rồi, mình đã được hạng thứ nhất. Next nè. Mình sẽ tăng tiếng lên một chút nha. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn 5 lớp nhân vật khác nhau là Spy, Fighter, Juggernaut, Knight hay là Soldier. Mình sẽ chọn Fighter đi. Đây, mình sẽ chọn nhân vật của mình. Đây. Ở đây thì game game sẽ cho chúng ta tùy chỉnh rất là nhiều thứ, đó là lựa chọn cái phương thức để ấn trên màn hình, giao diện trên màn hình. Ở đây có về cơ bản này, hoặc là các bạn có thể bố trí thành những cái nút nhỏ tròn như này. Đó, tùy cái thao tác ở trên màn hình của chúng ta thôi. Mình sẽ để cơ bản đi vì đằng nào mình cũng chưa bằng giải lập. Đó, tùy chọn quê quán và bây giờ đặt tên. Mình sẽ đặt tên cho nhân vật của mình nhá, cậu Vàng. Đây rồi. Xong rồi. Đây là giao diện chính của trò chơi này. Đây là giao diện chính của game Tiểu Bá Vương Mobile đây. Ở đây gồm rất là nhiều chế độ chơi như Battle, Story, Quest, Gacha, Shop, Edit Character, Option. Rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ vào shop này và chúng ta có thể mua những cái vật phẩm ở trong này. Ok, chúng ta sẽ vào item mua, mình mua một cái vũ khí. Mình có thể thêm bạn này. Ở đây chúng ta sẽ chơi với toàn bộ người chơi trên toàn thế giới luôn. Run gacha như kiểu là để các bạn quay ra các cái vật phẩm nguyên liệu ấy. Ấn nút thập vạn. Quay này. Mình đã được một cái tribal. Và chúng ta sẽ vào phần Edit Character, chúng ta sẽ thay đổi cái vật phẩm. Đó, mình có thể thay đổi hình dáng của nhân vật này.
À, đẹp trai chưa? Rồi. Vậy chúng ta sẽ thử chiến đấu nhá. Và ở trong chế độ battle thì chúng ta sẽ chia ra thành rất nhiều chế độ khác như là deathmatch, duo, teammatch hay là boss battle hay là training. Mình sẽ chơi thử deathmatch. Deathmatch là sẽ có 4 người chơi và sẽ cùng tất cả chiến đấu tự do với nhau, tức là 4 người chơi được ném vào một cái đấu trường ấy mà tất cả sẽ chiến đấu. Mình sẽ chơi thử nha. Về hệ thống đang tự tìm những 3 người chơi còn lại. Thật ra thì game này mà bạn nào mà từng chơi Tiểu Bá Vương trên PC trước đây thì sẽ thấy rất là thích game này, bởi vì nó làm lại từ bản PC mà. Mình cảm thấy là nó rất là giống bản PC hồi xưa đấy. Còn tất nhiên là nếu bạn nào mà chưa từng chơi Tiểu Bá Vương bao giờ thì các bạn nên tải bản mobile này chơi, vì game chiến đấu cực kỳ vui luôn. Đánh nhau này. Ôi ôi đau. Đấy, đánh nhau rất kiểu đánh lộn túm lum rất là vui ấy. Ôi nó bắn. Mày đấm lẹ đá ông đá. Cái lúc là nhân vật nó bị đấm đá ấy, cái nó thể hiện cái biểu cảm rất là vui nhộn đấy. Nhìn cực kỳ thích luôn. Đỡ đòn các thứ. Mày. Ôi đánh đau ấy. Ôi bị chính. Ôi gật toang. Gật toang rồi. Mày à bưởi. Ủa là cầm. Ở đây anh em có thể cầm vũ khí nhá, gặp nhặt vật phẩm các thứ nhá. Chúng ta có thể cầm cả vũ khí nhá, không phải là đấm tay bọ. Thôi thua rồi. Mình đang ở mà là tôi đang chơi bằng giả lập ấy, bấm bằng chuột nó không nhanh được. Xếp thứ 3 à? Chán quá. Rồi round 2. Ủa nó còn đặt bom rồi à. Mất dậy. Đau. Game đánh nhau cực kỳ vui luôn anh em ạ. Đấy, mình cầm cả vũ khí. Ôi, rơi cả vũ khí rồi. Khi các bạn ngã là các bạn sẽ rơi vũ khí nhá. Thằng lợn nào nó cứ ném bom nhá. Đó, các bạn ấn nút đánh để nhặt đồ ạ. Ây à, ôi, rơi vũ khí rồi. Toang rồi, ngất rồi. Đánh đau á. Chơi game cực kỳ vui luôn. Dạ, chẳng qua mình đang chơi bằng giả lập nên nó không bị không nhanh được, không thao tác nó không kiểu dễ hơn, rất là khó, thao tác rất là khó, chiến đấu nó không thoải mái được, mà game chơi cực kỳ vui luôn anh em ạ. Rồi và bây giờ round thứ 3 nó sẽ tính điểm tổng của 3 round đấu. Rồi, ra nào được quyết định này. Đấm mày láo à. Đặt bom cứ cứt. Đừng có đặt bom. Các bạn phải đánh thì mới có điểm nhá. Chứ không phải là cứ né núp đâu. Game này là thế. Ôi, đánh đau đấy. Ôi, bắn súng luôn. Nó là bắn súng luôn, còn gì nữa, giáo sư. Ôi, đau đấy, ai à. Ôi, mình nhảy vào lỗ, chết rồi. Rồi, bây giờ đánh xong thì xếp hạng. Mình xếp thứ 3. Ờ, cũng tạm được. Đó, game chơi rất là vui. Game chơi cực kỳ vui luôn, đánh nhau kiểu tùm lum. Chúng ta có thể tùy chỉnh chế độ là team deathmatch. Game sẽ chia ra là thành hai phe xanh và đỏ, và cũng là đánh nhau thôi, theo thể thức là 2v2. Bản mobile này mình nhận thấy là hình như là chỉ được tối đa là 4 người chơi trong một trận đấu đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ về tìm đồng đội đã.
Ready. 3/4 rồi, thêm một thiếu một người nữa đó. Game chơi rất là hay. Một người nữa nào. Game này thì có tiếng Anh nên là việc chơi game nó cũng rất là dễ thôi. Game này lúc đầu là của có bản tiếng Nhật, sau đó là được phát triển thành global thì có tiếng Anh. Game thì dạng kiểu, ôi sao lâu nhỉ, kiểu nhiều người không thích chơi kiểu ấy. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu tính năng quest này. Quest là chúng ta làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta cứ đi đánh battle vậy, đánh battle lẻ đi. Mình đánh thêm vài trận nữa cho vui. Đấy rồi, rất là nhanh. Đánh battle đơn lẻ thì cực kỳ nhanh luôn. Đánh team, đếm team thì nó hơi lâu một chút. Một cái đặc điểm của cái game Tiểu Bá Vương Mobile này là rất là nhiều cái bản đồ chiến đấu. Ôi, ngã xuống biển chết luôn à. Anh em phải cẩn thận địa hình nữa nhá. Đánh này có thể rơi xuống biển luôn. Cầm các vật phẩm ném nhau, đấm nhau, các thứ rất là nhiều thứ. Chứ không phải là chỉ là đấm đá đâu, cầm vũ khí các thứ rất là nhiều. Đó, các vật phẩm nó rơi xuống liên tục luôn. Ôi, cẩn thận. Mày, trưởng mày tạo. Mày đau nhá. Nó đau đấy. Này nó đánh giỏi quá, với cả mình đang chơi giả lớp nên là không ai được. Game này nó cần rất là nhiều cái lưu ý như kiểu địa hình này. Như kiểu lúc này có thằng nó đá mình ấy, nó bị rơi xuống biển luôn. Đói, ném thùng các thứ. Ôi, nó ném cả có cả lưu đạn. Mày, ôi, đánh đau đấy. Ôi, đánh nhau đẫm máu quá anh em ơi. Đánh nhau rất là vui, đánh lộn rất là vui, vui. Ôi. Ôi, rơi xuống biển rồi. Nó hất mình xuống biển luôn à. Bật dậy. Chơi này chắc là phải chơi bằng điện thoại thì nó mới vui, nó mới dễ hơn. Có thể chơi bằng điện thoại thì nó dễ hơn. Chứ chơi bằng cái này toang quá, chơi bằng giả lập này nó không nhanh được. Rồi, bây giờ sẽ là quyết định, mình vẫn đang đứng xếp thứ hai. Sẽ phải cẩn thận hơn một chút. Ở kia bị lag rồi sao, không sao, coi như là mình thắng rồi đi. Giờ sẽ đến hàng này, hàng điện này. Ôi, cái nó đá xuống. Này, đánh kinh quá, này kia chơi giỏi thật đấy. Nó trưởng nó kinh nhá. Ơ, thắng luôn này, rơi xuống dưới luôn. Ơ, mình thắng này, ơ, hay quá nhá. Nhưng mà mình chắc là mình vẫn xếp thứ hai thôi. Thằng kia nó đứng đầu rồi. Được 316 điểm. Đó. Cái game này nó tính điểm dựa trên là cái lượng sát thương mình gây ra lúc mình chiến đấu, chứ không phải là chúng ta cứ núp xong rồi sống sót là đứng top đâu. Game chơi rất là vui luôn. Chơi phê thật. Lâu hồi xưa mình có chơi Tiểu Bá Vương PC mấy lần rồi. Đánh nhau đập lộn cực vui vì nó được cầm rất là nhiều vũ khí. Nó kiểu đánh nhau đường phố ấy, nó cứ đập lộn nhau tùm lum luôn. Chứ nó không phải là kiểu chỉ là đấm đá bình thường, mà là các bạn có thể sử dụng rất nhiều vật vũ khí nó rơi trên bản đồ và ra. Ngoài ra thì còn phải để ý địa hình nữa. Địa hình nó cũng rất là nhiều và nó rất là đa dạng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là các bạn có thể toang ngay. Bây giờ đây là đấu team, team hai phe xanh đỏ. Mình thuộc phe đỏ đây. Thank you.
Đấy, cái thằng kia cầm kiếm kìa. Cầm kiếm chém. Yay! Ôi rơi kiếm rồi. Thằng đỏ này còn một thằng thôi. Đâm nó, đá nó. Ôi rơi rồi. Nó đá tôi rơi rồi. Đó các bạn phải ghi hình này. Đánh nhau không phải là rơi luôn, toang luôn. Cố lên anh ơi. Cố lên. Đấu team mà chúng ta sẽ phải chờ đợi 2v2. Ờ, như là team mình thắng game 1 rồi. Một thằng bên kia lại rơi rồi. Ôi lại rơi rồi. Thưởng mắt mình rơi luôn mới sợ chứ. Rơi. Game này là chơi không phải thật là bị rơi rớt khỏi võ đài luôn ấy. Mình nhận thấy là các bộ trang phục thì có cái kỹ năng nó khác nhau đi phải. Ờ, hình như là thế. Rồi, round thứ 3. Ôi lại rơi kìa. Nhảy không khéo tao bị rơi ạ. Ức chế dã man, cày dã man. Trời đùa, đụng thế. Kiểu trôn nhá. Thôi xong rồi, toang rồi, toang rồi, toang, toang, toang rồi. Thôi rồi. Rồi, team mình đã thua rồi. Mình thử đổi trang phục xem nào. Và phần back ra. Và phần edit character. Đây, mình thử bộ chú ong vàng này nè. Yes. Butter. Thử đến mắt đi. Đó, khi các bạn đổi trang phục thì cái kỹ năng chiến đấu nó cũng sẽ thay đổi theo. Nó cái kỹ năng đặc biệt ấy. Đây mình sẽ thử cho anh em xem. Mình lắp bộ ong vàng. Rất là nhiều map. Game này rất là nhiều map địa hình luôn. Địa hình để chúng ta chiến đấu. Mày mình rất là thích cái biểu cảm của nhân vật lúc mà chiến đấu bị đấm đá nhá. Đó, ví dụ mình đang dùng tuyệt chiêu ong đốt này. Hay đau. Ô đừng. Đánh đau thế. Đau thật đấy, này đánh đỉnh quá. Nó chơi giỏi quá, thua rồi. Kìa chơi giỏi quá. Mình đang chơi giả lập nữa, thật ra cũng không nhanh tay bằng nó. Đấy, vẫn được 102 điểm. Ok, tiếp vào thứ hai. Cái bộ ong vàng này, kỹ năng nó không quá là mạnh. Rồi, kia đâu rồi. Đánh nhau với nào. Đau thế, từ bình tĩnh nhá nào. Ủa này, anh đau chưa? Rồi, toàn rồi, khó quá, cái bộ ong vàng này đánh khó quá. Nói chung là mỗi cái bộ trang phục ở trong game này nó sẽ có rất là nhiều cái tác dụng khác nhau.
Anh em tải game chơi với mình đi, chơi game này rất là vui ấy. Nào, tôi nói là tôi chơi bằng giả lập nên là nó hơi bị cùi bắp tí. Rồi, mình sắp bị vượt rồi. Ủa, nó giật xét kìa, đau thế. Ô, tôi bị bay ra ngoài rồi. Ô, nó bị lag này, tôi vẫn đang bay này. Thôi xong rồi, hết mana không bay nữa. Cái sử dụng cái kỹ năng cuối này nó cần mana mà, nên là tôi hết mana tôi không bay nữa, nên tôi bị rơi ra ngoài. À, xếp thứ 3. Game trên này nó chỉ mang tính chất là vui và... Bây giờ mình sẽ thử bộ khác đi. Đây, thử bộ này ra. Yes. Battle. Team Madrid. Đó, rất là nhiều bộ trang phục để chúng ta thử cái phần kỹ năng chiến đấu. Anh em nhìn mình đánh thì cảm thấy rất là vui đúng không? Chẳng qua tôi đánh hơi gà đâu. Các bạn là chơi giả lập nó rất khó mà. Dùng chuột chứ đâu phải dùng bàn phím bấm giả lập đâu. Hơi khó. Rồi phải đợi, bây giờ phải đợi tí. Rồi, chuẩn bị chiến đấu đấy. Mình sẽ thử... Ui! Khỏe thế! Chơi cái... Thôi đây rồi, tôi tìm được chân lý của tôi rồi. Tôi đã tìm được chân lý rồi. Đấm đá này mày sướng nhá. Ui nó vả kìa. Bật dậy. Ai đau. Ôi ngửa rồi. Đấy, nó cầm khí đau nhá. Chạy kìa. Chơi này nhiều biến hóa lắm. Khó. Rơi. Chú bé rơi bố luôn. Rồi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhá. Ơ! À, sao đấm trước rơi phát luôn này? Bật dậy ấy nhỉ? Kia em này chơi không cẩn thận là ngã luôn ấy. Thằng kia đứng im vẫn thắng kìa. Bật dậy, kiểu nó đứng này nó né. Nó thật đau thế. Ủa nó giật kìa. À thằng kia nó rơi rồi. Ôi khó quá nhỉ. Nói chung là tôi sẽ phải tải ở trên bản mobile. Nói chung là game chơi rất là hay đấy. Vừa rồi là một cái clip trải nghiệm nhanh của cậu Vàng với game Tiểu Bá Vương mobile này. Thì anh em nào mà thấy hay
thì có thể tải game này bằng cách là mình sẽ để một cái đường link tải game ở phía dưới. Anh em có thể tải game trên iOS và Android và chơi với mình. Thì cái game này thì mình nhận xét là nó rất là giống bản PC hồi xưa. Mình không dám nhận xét là nó, mình không đánh chấm điểm hay gì đâu, chẳng qua là đây là như kiểu mình tìm lại tuổi thơ thôi. Chơi đánh nhau đập lộn cực kỳ vui và game có cái cơ chế chiến đấu rất là đường phố ấy. Các bạn có thể sử dụng mọi vật phẩm và thi đấu trên mọi địa hình, và tất nhiên chúng ta sẽ cần kỹ năng chiến đấu rất là cao. Thì trên đây là những cái trải nghiệm nhanh của mình về game Tiểu Bá Vương Mobile này. Anh em nào mà thấy hay có thể like, share cái clip này để cho bạn bè mình biết về cái tự game Tiểu Bá Vương này. Và ngoài ra các bạn hãy subscribe cho kênh Top Game Online của bọn mình để bọn mình tiếp tục mang đến những cái trò chơi rất là thú vị, rất là hấp dẫn dành cho anh em. Bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!